Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy ạ. Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sa Khai Dạ. Kính lễ chư Phật Đức Tăng, xin kính chào tất cả quý vị. Đọc kinh xong hết chưa? Quý vị, bắt đầu học hả? Alo, xin cho biết đi. Mới vô chưa biết chuyện gì. Giờ học luôn hay bắt đầu vô hay sao vô học luôn hay là xong hết rồi hả? Chắc rồi, ok. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục buổi học về diệu pháp. Thì hôm nay cho mình học sớm lên chút xíu. Chúng ta sắp xếp công việc học 5 giờ học ha. 5 giờ Việt Nam mà học. Ok. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Samanta Chakravalisu Atragachantu Devata Sathamang Mulirachansa Sunantu Sagamakkhadang ayam padanta tamat sawana kalo ayam padanta tamat sawana kalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Sammāsambuddhamatulang sasatthamma Aphiwa Dijapa Sisang Aphitham Mat Sang Gahang. Chúng tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sa Khai Dạ. Hôm nay chúng ta có ba phần. Phần thứ nhất là mình đọc Bali, cũng nhờ cho Nguyễn hôm nay post bài giùm. Cho cô Nhật Quỳnh mấy ngày trước cô Nhật Quỳnh có ham vui có đi chơi bút chỉ luôn không biết mặt mày đâu tuần này thì cũng nhờ cho Nguyễn phụ bữa thì sao trả lại quyền cho cô Nhật Quỳnh để cô làm việc và phần thứ hai là chúng ta vô bài học kỳ trước học với tịnh mấy cái xảo gì quên mất tiêu tịnh thân bình tâm phải đúng hả tịnh thân định tâm hả ok rồi chúng này chúng ta học tiếp theo một cặp mới thì phần thứ nhất là chúng ta học đọc Pali phần thứ hai vô bài học chính và thứ ba là câu hỏi vấn đáp rồi xin mời quý vị quan hỷ lên cố gắng đọc cho nó chuẩn và chính xác ha cho đúng trường âm đoạn âm là cho nó ngon lành lấy 10 điểm chúng tôi quá rồi mà học lấy được 10 điểm là cũng hiểu. À, xin mời quý vị. Dạ, Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Khà dạ. Dạ không. Dạ. Cảm ơn cô Nguyễn cho biết nghe rõ và dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con kính lễ ngài Trí Đức. Chính từ kia. Rồi. Người chính là rồi
Dạ, con xin sám hối rồi. Thì ở nhà cũng có bận chút xíu. Dạ, và con xin kính lễ Ngài Trí Đức. Dạ, con xin kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào huynh kinh. Dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài học hôm nay ạ. Sô phá ná chê tá si cá 25. Banh chá quy sá tí. A lớn sô phá ná xà tha rá nà 19. Ê cu ná quy sá tí 1. Ê cá sá tha 2. Đúy sá tí 3. Tí hí rí 4. Chá tú ốt tấp bằng 5. Banh chá á lô phô 6. Chá á đô xô 7. Sá tá tá trá mắt chát tá tà 8. Ác thá ca giá căm manh nha tà 15. Dạ, con xin đọc lại. Nãy con mới đọc tới ê cá á đô xô 7. Sát tá tá trá mắt chát tá tà 8. Á thá ca giá bát sát thí 9. Ná quá chích tá bát sát thí 10. Đá xá ca giá lá hú tà 11. Ê ca đá xá chích tá lá hú tà 12. Đoa đá xá ca giá mú đú tà 13. Tê rá xá chích tá mú đú tà 14. Chút đá xá ca giá cầm manh nhá tà 15. Banh nhá rá xá chích tá cầm manh nha tà 16. Sô lá xá ca giá ba gun nha tà 17. Sát tá rá xá chích tá ba gun nha tà 18. Át tha rá xá no sugar no cholesterol. Dạ sa thú. Ca yút chú cá ta 19. Ê cú ná quy sa tí chích tút chú cá ta cha tí ê cú ná quy sa tí mê chê tá si ca sô phá ná sa thà rá nà nà má. Tâm sở tịnh hảo có 25. A lớn, tâm sở tịnh hảo biến hành có 19. 1. Tính 2. Niệm 3. Tạm 4. Quý 5. Vô tham 6. Vô sân 7. Hành xả 8. Tịnh thân 9. Tịnh tâm 10. Khinh thân 11. Khinh tâm 12. Nhu thân 13. Nhu tâm 14. Thích thân 15. Thích tâm 16. Thuần thân 17. Thuần tâm 18. Chánh thân 19. Chánh tâm 19. Tâm sở này được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành. Câu Pháp Cú 82. Giá tha bí rá há đồ gầm thì rồ quýt bá san nô á nà quý lô ê quang à ní xuất tòa ná quýt bá si đàn tí bàn đi tà tí như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục
cũng vậy, nghe chánh pháp, người trí hưởng tịch lạc. Dạ, như vậy là hết bài rồi. Dạ, con xin xuống mic, nhường mic cho người khác ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào huynh kinh, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh xin trả bài. Dạ, nghỉ lâu quá rồi, dễ vui nên trả bài có thể là không có đúng. Dạ, nhưng mà không sao. Trả bài để đọc lại Pali. Vinh cho mấy điểm cũng được hết. Dạ. Sô khana chê ta si ca 25. Bành cha quỳ sát tí. A. Sô khana sa tha ra na 19. E cu na quỳ sát tí. 1. E ca sát tha 2. Đi sát tí. 3. Tí hi ri. 4. Chát tú ốt tắp bằng 5. Chát a lô phô 6. Chát a đô sơ 7. Sát tá tát ra mắt chát tá tà 8. Át thá ca gia bát sát thi 9. Na quá chích tá bát sát thi 10. Đá xá ca gia la hú ta 11. E ca đa sa chích ta la hú ta 12. Đo đa sa ca gia mu đu ta 13. Tê ra sa chích ta mu đu ta 14. Chút đa sa ca gia cầm mạnh nha ta 15. Bành nha ra sa chích ta cầm mạnh nha ta 16. Sô ra xá ca gia bà quỳnh nha ta 17. Sát ta ra xá chích ta bà quỳnh nha ta. Mười tám. Át tha ra xá ca quỳnh chú ca tà 19. Ê cú nát quỳ sa ti chích tốt chú ca tà chà ti chà ti chà ti ê cú nát quỳ sa ti mê chê ta si ca sơ khoa na sa tha ra na na ma. Tâm sở tịnh hảo có 25. A. Tâm sở tịnh hảo biến hành có 19. 1. Tính 2 niệm 3 tàm 4 quý 5 vô tham 6 vô sân 7 hành xả 8 tịnh thân 9 tịnh tâm 10 khinh thân 11 kinh tâm 11 khinh tâm 12 nhu thân 13 nhu tâm 14 thích thân 15 thích tâm 16 thuần thân 17 thuần tâm 18 chánh thân 19 chánh tâm 19 tâm sở này được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành. Câu Pháp Cú 82. Gia thà bi ra hát đồ gầm phì rồ quýt ba sành nờ an nà quy lồ ê quăng thầm mà ni sút tò na quýt ba xì đàn tí bàn đi tà tích
như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy đục. Cũng vậy, nghe chánh pháp ngự trí, hưởng tịnh lạc. Nam mô Bụt-tha-ya. Dạ, Nhật Quỳnh có đọc sai cho Nhật Quỳnh xin được sửa lại. Dạ, cảm ơn Vinh Kinh. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã hết bài. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép được xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Metta đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài. Sô phá ná chê tá sĩ cá 25 bành cháu quỳ xá tí. A Sô phá ná sa thà ra nà 19 ê cu ná quỳ sa tí 1 ê cá sa thà 2 đuý sa tí 3 tí hí rí 4 cha tú ô tấp bằng 5 banh chá a lô phô 6 chá a đô sô 7 sa tá tá trá mắt trá tá tà 8 a thá Cà gia bát sát thí, chín ná quả, chít ta bát sát thí, mười đá xá, cà gia lá hú tà, mười một, ê cà đá xá, chít ta lá hú tà, mười hai, đoà đá xá, cà gia mú đú tà, mười ba, tê rá xá, chít ta mú đú tà, mười bốn, chút đá xá, Cà giá cầm mành nhá tà 15 bành nhá rá xá chích tá cầm mành nhá tà 16 xô lá xá Cà giá bà gùn nhá tà 17 sát tá rá xá chích tá bà gùn nhá tà 18 áp thà rá xá Cà yút chú cá tà 19 ê cú ná quỳ xá tí chít tu chú ca ta cha tí ê cú na quỳ sa tí mê chê ta sĩ ca sô phá ná sa thà ra na na má tâm sở tịnh hảo có 25 a tâm sở tịnh hảo biến hành có 19 một tính hai niệm ba tàm bốn quý năm vô tham sáu vô sân bảy hành xả tám tịnh thân 9. Tịnh tâm 10. Khinh thân 11. Khinh tâm 12. Nhu thân 13. Nhu tâm 14. Thích thân 15. Thích tâm 16. Thuần thân 17. Thuần tâm 18. Chánh thân 19. Chánh tâm 19. Tâm sở này được gọi là tâm sở tịnh hào biến hành. Câu pháp cú số 82 Yatha pirahado gam phiro vipassano ana vilo e quang tham ma ni sutta na vipassi dan ti pan
đi tà tí như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Dạ thưa, con đã đọc xong mà con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha. Dạ dạ sa thú, kính cảm ơn cho Nguyễn đã bớt bài và trả bài. Dạ Nhật Quỳnh thấy chắc trong đầu tràng không còn ai trả bài nữa rồi. Dạ cảm ơn cho Nguyễn, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh Vinh Kinh từ bi cầm mic để điều khiển buổi học ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ dạ kính mời Quỳnh ạ. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay càng ngày càng càng thưa người đọc, nó mất tiêu hết trơn. Giờ còn có hai ba người, hôm nay từ từ biến biến từ từ ha. Rồi vậy thôi, không ai đọc nữa thôi ha. À, chúng ta vô bài học mới. À giờ mình học với cái hai cái một cặp tâm sở mới là khinh thân khinh tâm, ca giá la hu ta, chít ta la hu ta. Vì ghi cái tựa là khinh khinh tâm, ca giá la hu ta, chít ta la hu ta. Ghi luôn cặp luôn, nguyên cặp luôn, khinh thân khinh tâm luôn, học hai cái luôn. Đó, tôi đang nói đi kỳ trước mình học là tịnh thân tịnh tâm là một cặp, bây giờ tới cặp này là khinh thân khinh tâm. Ca giá lá hú ta, chít ta lá hú ta. Rồi từ cái chữ là lá hú. À, từ cái chữ này, à, từ căn chữ lá khú là nhẹ, mau, nhẹ, mau, nhẹ, mau lẹ đó, lá khú, lá khú. Nhẹ, mau, và cái chữ mà
Lahuta đó, cái tiếng tiếng Sanskrit, nó từ tiếng Sanskrit nó là chữ này, là lá từ chữ lá khú đó, bắt thú lá khú ta, là tiếng Sanskrit, là tiếng Bali mình là Lahuta, à, tiếng Bali là Lahuta. À, là nó khác nhau xíu, à, chỉ những có chữ g vô nó ha, lá hú tà, lá hú tà. Rồi bây giờ mình đánh cái bà thị là đặc tính của hai cái tâm sở này ha. Không phải à, chữ lá khú mới là từ cái căn lá khú, còn cái lá hú tà là tiếng Sanskrit, còn cái lá hú ta nó là tiếng Bali. Hai cái này nó cho mình thấy hai sự khác biệt nhau xíu, chứ không phải từ căn lá hú ta này, căn lá khú nhẹ mau là cái căn chữ đó, đó. Rồi cái từ Sanskrit là cái chữ căn lá khú, cái từ Sanskrit là lá hú ta, còn tiếng Bali mình là lá hú ta. Viết lại cho đúng nha, viết lại cho đúng, trật chị. Nữa nó đặt nữa, từ căn căn là từ chỗ này, căn này, còn cái tiếng đó là tiếng Sanskrit, lá khú ta là tiếng Sanskrit, tiếng Bắc Phạn á, sang về cái tiếng Sanskrit. À, từ cái tiếng Sanskrit là chữ trên đó, lá hú ta đó. Còn tiếng Bali là lá hú ta, đúng chưa, nắm được chưa? Đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, xuống dòng mình đánh cái hoa thị ha, đặc tính hai chấm. Đặc tính hai chấm tức là đặc tính của hai tâm sở này đó. Đặt vào dòng cái là nhẹ nhàng, phải thư thái. Nhẹ nhàng, thư thái. À, gặp thêm cái đầu dòng nữa và tiêu trừ trạng thái nặng nề của tâm và tâm sở, tiêu trừ trạng thái nặng nề của tâm và tâm sở. Đúng rồi, đó là cái đặc tính của hai cái tâm sở Kajalauta và Chittalauta, là đặc tính của nó là nhẹ nhàng, thư thái, khoan thai ha. Rồi nó có đặc tính là nó tiêu trừ những cái trạng thái nặng nề của những cái tâm sở nào mà đi chung với nó, những cái tâm sở đồng sanh chung đó, thì nó làm cho tất cả những cái loại đó mất đi cái sự nặng nề, cái sự mà cứng thô nặng nề ha. Đó là cái đặc tính của từng hai tâm sở này. Rồi xuống dòng đánh cái bông bự ha. Nghịch nghĩa, tức là nghịch nghĩa với cái hai từ hai trên đó, thì nghịch nghĩa nó nghịch nghĩa với hôn trầm và thủy miên, nghịch nghĩa với hôn trầm và thủy miên. Nghịch nghĩa với hôn trầm và thủy miên, à, bởi vì hôn trầm và thủy miên hai cái tâm sở này nó làm cho cái tâm và tâm sở đi chung với nó trở nên nặng nề thô cứng. Hai cái tâm sở này bản thân nó cũng là nặng nề thô cứng, à, là trì trệ chậm chạp lười biếng hôn trầm buồn ngủ giả dười vân vân, à, thì cái tâm sở tịnh thân tâm này e thề kinh thân kinh tâm này nó làm cho nhẹ nhàng hay là thành ra nó nghịch lại với hai tâm sở này hôn trầm và thiền miên, à, tức là đó là cái nghịch nghĩa với hai cái tâm sở hôn trầm và thiền miên.
tức là hai cái tâm sở mình mới vừa học đó, Chitta La Hâu Ta và Kaya La Hâu Ta đó, hai tâm sở đó, nắm được chưa? Rồi xuống dòng mình ghi là Kaya La Hâu Ta hai chấm, Kaya La Hâu Ta. Ca giá lâu ta nhau khinh tâm sở, ca giá lâu ta mà khinh tâm sở phải cái khinh tâm sở làm cho tâm sở làm cho mở ngoặc kép thọ tưởng hành uẩn đóng ngoặc kép tâm sở làm cho mô kép thọ tưởng hành uẩn đóng ngoặc kép được khinh nhẹ, được khinh nhẹ linh hoạt không chậm chạp không chần chừ, được khinh nhẹ linh hoạt không chậm chạp không chần chừ, đó tức là cái từ cái tâm sở mà ca giá lá hú ta đó, tức là nó là khinh tâm sở. Bây giờ thì mình kêu là khinh thân á, khinh thân á, dịch là khinh thân, thật sự nó là khinh tâm sở, tức là tâm sở đó nó làm cho thọ tưởng và hành uẩn được khinh nhẹ linh hoạt không chậm chạp không chần chừ, tức là thọ là làm cho tâm sở thọ, tưởng tâm sở tưởng, hành uẩn là những tâm sở còn lại đi sanh chung với đó, tức là cái tâm sở khinh tâm sở này tức là khinh 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 thân đó, thì nó làm cái phần sự đó, tức là nó làm nó là thuộc về tâm sở làm cho tao những cái tâm sở khác được nhẹ nhàng, tức là thọ tưởng hành uẩn là những cái tâm sở được khinh nhẹ được linh hoạt, không có chậm chạp không có chần chừ thì được gọi là ca giá lá hữu ta hay là khinh thân, đúng đúng cái ý nghĩa đó là khinh tâm sở, được chưa? Rồi xuống dòng chích tá lá hữu ta hai chấm, tâm phải phải sở làm cho thức uẩn được khinh nhẹ, tâm sở thức uẩn khinh nhẹ linh hoạt không chạp không rồi đúng rồi, là được gọi là khinh tâm, tức là tâm sở khinh tâm này đó nó làm cho tức là tâm không chậm chạp không dừng chân, còn cái khinh tâm sở hay là khinh thân đó, thì làm cho thọ được khinh hoạt linh nhẹ linh hoạt, chích phá là làm cho thức hoạt làm cho tâm, một cái tâm sở cái tâm thì được gọi là kinh tâm làm cho thức uẩn tức là tâm đó được kinh nhẹ linh hoạt không chậm chạp không chần chừ, được chưa? Rồi xuống dòng đánh qua thị vào dòng cái cả hai hỗ tương làm cho tâm tâm sở được kinh nhẹ, cả hai hỗ tương làm cho tâm tâm sở được khinh nhẹ, khinh nhẹ linh hoạt không chậm chạp
không chần chừ, linh hoạt, không chậm chạp, không chần chừ của tâm và tâm sở. Mở ngoặc thọ tưởng hành và thức quẩn. Rồi, tức là cả hai cái tâm sở này đó, nó hỗ tương nhau, nó làm cho tâm và những cái tâm sở khác được khinh nhẹ, được linh hoạt, không có chậm chạp, không có ù lì, không có rề mề, không có chần chừ của tâm và tâm sở. Tức là nó làm, nó hỗ tương cho được như vậy. Là tâm và tâm sở ở đây được hiểu là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Là như vậy. Ghi vài nét đặc trưng của hai tâm sở này, vài nét đặc trưng của hai tâm sở này. Rồi, gạch đầu dòng cái suy nghĩ nhanh, suy nghĩ nhanh. Cái dòng mau hiểu, phải tìm giải pháp để giải quyết các mắc nhanh gọn lẹ. Mau hiểu, tìm giải pháp để giải quyết các khúc mắc nhanh gọn lẹ. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng cái. Khi phối hợp với trí, sẽ trở thành bén trí, lanh trí, tốc trí. Bén trí, lanh trí và tốc trí. Tốc trí. Rồi, đó là những vài cái nét đặc trưng của hai cái tâm sở này. Tức là hai cái tâm sở này nó làm cho cái tâm được suy nghĩ nhanh. Nó nhẹ nhàng, nó khinh mà. Nó nhanh, nó nhẹ là nó bay nhanh, nó suy nghĩ nhanh. Và nó mau hiểu, làm khi mình nghĩ cái vấn đề gì nó mau hiểu, nó dễ, nó tìm những cái giải pháp mà để nó giải quyết những vấn đề khúc mắc, những cái vấn đề mà trở ngại, nó giải quyết được nhanh gọn lẹ. Và khi mà phối hợp được với tâm sở trí, tức là phối hợp với trí tuệ nữa, thì nó sẽ trở thành rất là bén, rất là nhạy, rất là bén và lanh lẹ và là tốc trí. Đó là vài nét đặc trưng của hai cái tâm sở này. Khi được phát triển tốt đẹp thì nó sẽ được đạt. À, là như vậy. Rồi, tiếp theo là tứ ý nghĩa. Một, trạng thái nhẹ nhàng, lìa bỏ sự nặng nề của thọ, tưởng, hành và thức quẩn. Nhẹ nhàng, lìa bỏ sự nặng nề của thọ, tưởng, hành và thức quẩn. Rồi, thứ hai là phận sự. Làm cho không bị sự nặng nề chi phối tâm, tâm sở. Làm cho không bị sự nặng nề chi phối tâm, tâm sở. Làm cho không bị sự nặng nề
chỉ phối tâm tâm sở, hoặc làm cho tâm tâm sở trở nên nhẹ nhàng, hoặc làm cho tâm tâm sở trở nên nhẹ nhàng. Rồi, đúng rồi. Số 3 là sự thành tựu. Tâm và tâm sở không bị trì trệ và trở nên nhẹ nhàng. Tâm và tâm sở không bị trì trệ và trở nên nhẹ nhàng. Rồi, số 4, nhân cần thiết. Có thức uẩn và thọ tưởng hành tâm sở. Rồi, đúng rồi, đó là tứ ý nghĩa của nó, tức là cái trạng thái của hai tâm sở này, nó là cái trạng thái nó nhẹ nhàng, tức là nó được nhẹ, được được khinh, được nhẹ, nó tách lìa, nó xa lìa những cái trạng thái nặng nề của thọ tưởng hành và thức uẩn. Phận sự của nó làm cho không có bị cái sự nặng nề chi phối, tức là làm cho cái sự mà không có bị nặng nề nó ảnh hưởng tâm và tâm sở, hoặc là hai cái tâm sở này nó làm cho những cái tâm sở khác trở nên nhẹ nhàng, trở nên là nhanh, trở nên khinh nhẹ, đó là phận sự của nó. Và cái sự thành tựu của nó là tâm và tâm sở không bị trì trệ, không có bị nặng nề, và trở nên nhẹ nhàng, đó là sự thành tựu của nó. Và nhân cần thiết là phải có thức uẩn. Thức uẩn là thuộc về tâm, thọ tưởng hành thuộc về tâm sở, có thức uẩn và thọ tưởng hành tâm sở, đó là tứ ý nghĩa của nó. Rồi, những điều cần nhớ, hai chấm. Có mặt trong các tâm tịnh hảo. Đồng sanh với 23 tâm sở còn lại, cộng 13 tâm sở tạo ra. Hiệp cùng các thể tánh thiện vô ký. Thuộc thiện và duy đồng sanh với ba nhân thiện. Tương hợp với hai thọ, hỷ và xả.
tương ưng với tứ danh uẩn, tương ưng với tứ danh uẩn. Bất tương ưng với sắc uẩn. Rồi, đó. Hai cái tâm sở này nó có mặt trong các tâm tịnh hảo, tức là bất cứ tâm 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 tịnh hảo nào nó cũng đều có mặt, và do như vậy nó đồng sanh với lại 23 tâm sở thảo còn lại, tức là còn cộng với 23 tịnh hảo cộng với 13 tâm sở thờ tha, và tâm sở thờ tha là luôn luôn có những sự đi theo không. Rồi hiệp cùng với các thể tánh thiện vô ký. Nó chỉ hợp với những thể tánh thuộc về thiện và vô ký thôi, còn về cái bất thiện thì nó không có. Nó thuộc về giống thiện, giống quả và giống di tác, đồng sanh với ba nhân thiện vô tham, vô sân và vô si, tương hợp với hai thọ hỷ và xả. Cho nên nó chỉ tương hợp với hai thọ hỷ và xả, bởi vì những tâm tịnh hảo nó chỉ có thọ hỷ và thọ xả thôi, chứ không có thọ ưu hay thọ khổ. Tương ưng với tứ danh uẩn, nó thuộc về danh uẩn thì nó tương ưng với tứ danh uẩn, và bất tương ưng với sắc uẩn. Đó là hai tâm sở mà chúng ta vừa học là kinh thân kinh tâm. Rồi tiếp theo mình học hai tâm sở tiếp nữa là nhu thân và nhu tâm. Kaya mudita, citta mudita. Tu thân như tâm ca giá mu lu ta chích ta mu lu ta rồi đúng rồi du thân du tâm ca giá mu ta ta mu ta thì hai cái này nó từ cái chữ là mu đú, mu đú là mềm dẻo, mu đú là mềm dẻo dịu dàng dễ thương dễ uốn nắn, là cái chữ mu đú, mềm dẻo dịu dàng dễ thương dễ uốn nắn. Rồi ráp vô cái, nguyên cái chữ là ca giá mú đú ta, ca giá mú đú ta hai chấm là cái sự nhu nhuyễn mềm mại, sự nhu nhuyễn mềm mại không thô cứng, không cương ngạnh, sự nhu nhuyễn mềm mại không thô cứng không cương ngạnh của thọ tưởng và hành uẩn. Thọ tưởng và hành uẩn và gạch vô bằng cái là nhu thân hay là nhu tâm sở, để vô bằng cái đi, nhu thân hay là nhu tâm sở. Đó, tức là cái tâm sở nhu thân đó, ca giá mút đút ta đó, tức là sự nhu nhuyễn mềm mại không thô cứng không cương ngạnh của thọ tưởng hành quẩn, tức là tâm sở. Tức là tâm sở này nó làm phận sự là làm cho những cái tâm sở khác đồng sanh chung đó, tưởng và hành uẩn
và những tâm sản khác được nhu nhuyễn, được mềm mại, được không có bị thô cứng, không có cương ngạnh và không có chống lại, không có cương ngạnh. Thì đây gọi là nhu thân, hay gọi là nhu tâm sở, một cái chính xác là nhu tâm sở. Rồi tiếp theo cái chữ là citta mudita. Citta mudita, sự nhu nhuyễn, mềm mại, không thô cứng, không cương ngạnh của thức quẩn, của thức quẩn. Của thức quẩn bằng nhu tâm. Rồi, đó là cái citta mudita, tức là về nhu tâm, tức là nó làm cho mềm mại, làm nhu nhuyễn, không thô cứng, không cương ngạnh của cái thức quẩn, tức là tâm sở, nhu tâm. Còn cái kaya mudita là của nhu thân, tức là thân tâm, nhu tâm sở hay là nhu tâm, hai thứ, hai cái tâm sở này. Đó, rồi, bây giờ chúng ta thấy là hai cái tâm sở này nó làm cái phần sự là làm những cái tâm tâm sở mà sanh chung với nó đó, trở nên mềm dịu, mềm mại, duyên dáng, dễ thương, dễ uốn nắn, không có bị thô cứng, không có bị cứng đầu, cứng cổ, không có cương ngạnh, cho mềm dịu, tưởng và vẫn và đi sanh chung với nó. Những cái tâm sở nào hoặc là tâm mà sanh chung với nó thì sẽ trở nên mềm dịu, mềm mại. Và chúng ta nên nhớ rằng những cái tâm sở, những cặp tâm sở này đó, nó là những cái cặp tâm sở thuộc về nhóm tịnh hảo, tức là nó nằm trong những cái loại tâm tịnh hảo, những cái tâm tốt đẹp, cho nên nó mới có làm được những cái phần sự đó, nó làm cho mềm mại. Khi có khởi tâm thiện lên thì những cái tâm sở này nó hỗ trợ, nó làm cho cái tâm tâm sở mình được mềm mại, dịu dàng, tốt đẹp, ngay thẳng, chân thật, vân vân. Thì chính do những cái loại tâm sở này nó hỗ trợ, nó hỗ tương, nó giúp cho tâm được tốt đẹp. Rồi đối trị hai chấm, dòng ghi đối trị hai chấm, tà kiến và ngã mạn. Tức là nó đối trị với lại tà kiến và ngã mạn, tức là khi một người có tà kiến thì người này trở nên là cứng khô, thô cứng. Cái tâm sở tà kiến làm cho người đó trở nên thô cứng, làm cho tâm người đó như bị ly, mà nói không có nghe. Những người có tà kiến chúng ta khó khuyên giải, khó mà nói sự thật. Đó là do chính vậy, tà kiến nó làm cho trở nên cứng nhắc, thô cứng và cương ngạnh, là tâm ngã mạn. Còn hơn nữa, tức là người mà cao ngạo ngã mạn thì chúng ta thấy là người đó rất là cứng, rất là khó mà dạy bảo, khó mà chỉ bảo. Cho nên trị của tâm sở, hai tâm sở này thì là tức là chính là tà kiến và ngã mạn. Tâm sở này nó làm cho thân tâm được mềm mại, tâm sở được mềm mại, còn tà kiến và ngã mạn làm cho tâm sở trở nên cứng cỏi, trở nên lì thô không. Rồi xuống dòng, các pháp làm cho tâm sở trở nên cứng cỏi, hai chấm. Các pháp làm cho tâm sở trở nên cứng cỏi. Dòng gạch đầu dòng, tà kiến tà kiến. Rồi xuống dòng tiếp, ngã mạn. Xuống dòng, nghi ngờ tam bảo. Nghi ngờ tam bảo. Xuống dòng,
phẫn nộ chống đối với các bậc đồng phạm hạnh. À, tức là một số cái pháp mà nó làm cho cái tâm mình trở nên cứng cỏi khó dạy ha, tức là tà kiến mình biết rồi không, ngã mạn cũng biết rồi không, rồi nghi ngờ tam bảo, tức là người mà luôn luôn có cái sự nghi ngờ về tam bảo, tức là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, họ có sự cái tâm mình nó có sự nghi ngờ, Phật biết có đúng nhau không, biết Phật có đại trí hay không, Đức Phật có giác ngộ, có giải thoát niết bàn thật sự hay không, rồi tam bảo rồi pháp bảo không biết có như thế nào, tăng bảo như thế nào, mình nghi ngờ về tam bảo đó. Mà chính cái tâm sở nghi ngờ này, nghi ngờ về tam bảo làm cho cái tâm mình là trở nên cứng, thô cứng, khó dạy, khó bảo. À, và lại nữa là một cái tâm loại đó là phẫn với các bậc, tức là những người mà chung với mình, tu với mình, mình có sự phẫn nộ hay có sự phẫn hay có sự chống đối lại, luôn luôn có. Là sự thật nó xảy ra cũng rất là nhiều, cho nên những người mà có những thái tâm hay có người này mình làm tâm cứng cỏi. Rồi tứ ý nghĩa hai chấm, một trạng thái là sự mềm mại dịu dàng của tâm, tâm sở. Hai, phận sự làm tan biến sự cứng rắn của tâm, tâm sở, làm tan biến sự cứng rắn của tâm, tâm sở, gạch chéo một cái, làm tan biến sự cứng rắn của tâm sở, làm tan sự cứng rắn của tâm, tâm sở, rồi gạch chéo một cái nha. Okay. Rồi nghe nghe lại chưa? Làm tan biến sự cứng rắn của tâm, tâm sở. Gạch chéo cái. Okay. Hạn chế sự cứng cỏi sượng sần của tâm, tâm sở, hạn chế sự cứng cỏi sượng sần của tâm và tâm sở. Rồi đó là phần sự của nó. Rồi sự thành tựu, sự thành tựu dịu dàng, dễ bắt cảnh và không uể oải, dịu dàng dễ bắt cảnh và không uể oải. Rồi số 4, nhân cần thiết, có tâm và tâm sở, có tâm và tâm sở. Rồi đó là tứ ý nghĩa của hai cái tâm sở này, đó là nhu tâm, đó là một trạng thái của nó là một sự mềm mại. Hai tập sở làm cho
cái tâm và tâm sinh đó, nó trở nên mềm, mềm mại dịu dàng à, nó nhu nhuyến mềm mại dịu dàng à. Phận sự của cái tâm sở này nó làm tan biến đi, làm biến mất đi cái sự cứng rắn của tâm và tâm sở, sự cứng sự thô, sự cứng cỏi của tâm và tâm sở à, và nó hạn chế, nó có thể là nó hạn chế lại những cái sự mà cứng cỏi sượng sần à, những cái trạng thái cái tâm và tâm sở nó bị những cái trạng thái đó, thì hai cái tâm sở này nó làm cho giảm là nhẹ, dịu lại mềm, dịu là sự cứng cỏi sượng sần của tâm và tâm sở à, và cái sự thành tựu của nó là khi nó đã dịu dàng mềm mại rồi thì nó dễ bắt cảnh, nó dễ tiếp nhận cảnh và nó không có bị quể quải, không có bị lừa lừa quể quải à, nhưng cần thiết thì đương nhiên là phải có tâm và tâm sở, tức là phải có thức quẩn thọ tưởng hành à, quẩn à, phải có tâm và tâm sở à, đó là tứ nghĩa của hai tâm sở này và những điều cần ghi nhớ hai chấm. Có mặt trong các tâm tịnh hảo, đồng sanh với 23 tâm sở tịnh hảo còn lại, cộng 13 tâm sở tà tha. Rồi. Hiệp cùng các thể tánh thiện và vô ký. Thuộc giống thiện, quả và duy tác. Đồng sanh với ba nhân thiện, tương ưng với tứ danh quẩn, bất tương ưng sắc quẩn. Rồi, đó là những điều mình nhớ cũng giống như những cái tâm sở hai tầng cặp tâm sở trên đó, thì nó cũng có mặt trong cái tâm tịnh hảo à, là cái tâm tịnh hảo nào nó cũng đều sanh chung hết, đồng sanh với 23 tâm sở tà tha còn lại, cộng 13 23 tâm sở tịnh hảo cộng 13 tâm sở tà tha à, thì như vậy là nó hiệp cùng với các thể tánh luôn à, thể thiện và vô ký à, nó hiệp cùng với thể cánh thiện vô ký, nó không có hiệp với cái à, thể tánh bất thiện. Rồi nó thuộc giống thì giống thiện cũng có, giống quả cũng có và giống duy tác cũng có à, nó có trong ba loại giống này à, đồng sanh với ba nhân thiện, vô tham, vô sân và vô si, tương hợp với hai thọ hỷ và xả, tương ưng tứ danh quẩn và bất tương ưng sắc quẩn. Thì như vậy đó, chúng ta học được hai cặp tâm sở vừa rồi là kinh thân, kinh tâm và nhu thân và nhu tâm. Đó là hai cái tâm sở mà chúng ta đã từng đọc qua cái phần Pali và tiếng Việt. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta đã học xong bài học hôm nay. Rồi tiếp theo phần thứ ba là chúng ta bước vào những câu đố vui có thưởng, đố vui có thưởng học gì lộn. Rồi tiếp theo phần đố vui có thưởng.
nói ha, phải vui ha. Câu số 1. Pháp thiện, pháp bất thiện là pháp hay pháp là pháp thiện, pháp bất thiện? Xin hỏi. Câu số 1. Pháp thiện, pháp bất thiện là pháp hay pháp là pháp thiện, pháp bất thiện? Xin hỏi. Rồi, đó là cái câu hỏi mà chúng ta thấy pháp thiện, pháp bất thiện là pháp hay pháp là pháp thiện, pháp bất thiện. Rồi, xin quý vị lên luận bàn cho nó thật xuất sắc nha. Ai giỏi được thưởng 10 điểm, còn đón trật thì ăn học gì lộn nha. Rồi, xin mời quý vị. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Metta xin trả lời câu hỏi thứ nhất. Pháp thiện, pháp bất thiện là pháp hay pháp là pháp thiện, pháp bất thiện? Dạ, cái giới thứ nhất. Pháp thiện, pháp bất thiện là pháp. Dạ, thì Metta nghĩ là đúng. Bởi vì tất cả là pháp. Còn cái giới thứ nhì, pháp là pháp thiện, pháp bất thiện, dạ thì không đúng. Dạ, Metta có ý kiến như vậy thôi, không biết Huynh Kinh thấy như thế nào. Dạ, Metta xin xuống mic ạ. Dạ, Metta xin nói thêm. À, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của Metta không? Dạ. À. Cảm ơn Minh Kinh cho biết đã nghe rõ và cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, Metta nói thêm là cái vế thứ nhì, pháp là pháp thiện, pháp bất thiện, thì làm sao mà đúng được? Pháp đâu chỉ có là pháp thiện với pháp bất thiện không? Dạ, Metta chỉ thêm như vậy thôi. Dạ, Metta xin nhường mic cho đạo tràng ạ. Ừ. Câu số 1 là pháp thiện, pháp bất thiện là pháp thì đúng, thì hai cái này đó là pháp, đúng rồi, pháp thiện, pháp thiện là pháp. Ngược lại pháp thiện hay pháp bất thiện, bởi vì pháp pháp nó có nhiều thứ lắm. Pháp thuộc đế cũng là pháp, chân đế cũng là pháp, thiện cũng là pháp, bất thiện cũng là pháp, vô ký cũng là pháp. Thật ra mình không thể nói rằng là pháp thiện hay pháp bất thiện. Đó là câu hỏi mà chúng ta cần phải được giải thích rõ ràng như vậy ha, để cho chúng ta
Cái này là bài học cũ thôi, cô Nhật Quỳnh nó chưa học gì, học học cả năm về trước. À, đó là cái câu hỏi thứ nhất. Đã hỏi đây chúng ta ôn bài lại ha. Rồi, câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2. Người nào phi đang bài trừ pháp bất thiện? Người nào đang bài trừ pháp, người nào phi đang bài trừ pháp bất thiện thì người đó đang tu tiến thiện pháp hay phi đang tu tiến thiện pháp? Rồi, nhưng mà người nào phi đang bài trừ pháp bất thiện thì người đó đang tu tiến thiện pháp hay phi đang tu tiến thiện pháp? Rồi mời quý vị lên luận giải câu này. Lần nữa con thành lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, cảm ơn chị Meta. Quỳnh Kinh là cho câu hỏi nhiều nhiều chữ Hán quá. Rất là Nhật Quỳnh cố đọc và cố hiểu. Nhật Quỳnh hiểu theo cái ý của Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh xin đọc lại. Câu hỏi số 2, người nào phi đang bài trừ pháp bất thiện thì người đó đang tu tiến thiện pháp hay phi đang tu tiến thiện pháp? Theo Nhật Quỳnh hiểu thì người nào phi, phi có nghĩa là không, đang đang bài trừ, đang bài trừ pháp bất thiện, tức là cái người này là không, phi đang bài trừ tức là không, không bài trừ pháp bất thiện, thì người đó đang tu tiến thiện pháp hay phi đang tu tiến? Thì người đó không tu tiến thiện pháp. Người nào phi, phi có nghĩa là không, phải không Huynh? Theo Nhật Quỳnh hiểu vậy, Nhật Quỳnh không có rành tiếng Hán. Phi là không, phi đang tức là không, không đang bài trừ pháp bất thiện. Phi là không, tức là người này đang không bài trừ pháp bất thiện, thì người đó không đang tu tiến. Theo Nhật Quỳnh nghĩ là vậy. Kính mời huynh cũng như đạo tràng giảng dạy thêm. Rất là khó hiểu cái câu hỏi này. Nam mô Bụt Tha.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Bây giờ Meta đọc kỹ lại câu hỏi thì người nào phi đang bài trừ pháp bất thiện thì người đó đang tu tiến thiện pháp hay phi đang tu tiến thiện pháp? Thì hồi nãy mới nghe thì Meta nói là Meta đồng ý với ý kiến của cô Nhật Quỳnh, nhưng mà nghĩ lại thì cái người nào mà họ không có bài trừ pháp bất thiện thì cái người đó ở cái trạng thái là lững lờ, mình cũng không biết là mặc dầu họ không có bài trừ nhưng mà không biết họ có thật sự đang tu tiến hay không, hay là họ không tu tiến. Dạ. Thì Meta thấy là họ ở cái trạng thái lưỡng lờ vậy. Dạ, không biết có đúng hay không ạ. Dạ, Meta xin nhường mic lại cho thầy để thầy giảng giải ạ. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, Nhật Quỳnh cũng đọc lại cái câu và nghe chị Meta nói thì Nhật Quỳnh nghĩ là dạ cảm ơn chị Meta và Châu Nguyễn. Nhật Quỳnh kéo nó xuống, Nhật Quỳnh đọc lại. Dạ, đọc đi đọc lại mà vẫn chưa có hiểu nổi luôn. Câu hỏi số 2, người nào phi đang bài trừ pháp bất thiện thì người đó đang tu tiến thiện pháp hay phi đang tu tiến thiện pháp? Dạ, ý của chị Bách Ta nói cũng đúng là người này lững lờ. Nhưng mà Nhật Quỳnh nghe chị trả lời rồi, Nhật Quỳnh suy nghĩ lại thì Nhật Quỳnh nghĩ rằng người nào phi đang bài trừ pháp bất thiện thì người đó đang tu tiến thiện pháp. Thì theo Nhật Quỳnh nghĩ là người mà bài trừ và dạ, thì người này là đang tu tiến thiện pháp. Dạ, như Quỳnh nghĩ vậy, tại vì người ta đã thấy được cái pháp bất thiện thì người đó có thể là mặc dù người ta lững lờ nhưng mà người ta cũng có thể là tu tiến thiện pháp. Dạ, như Quỳnh nghĩ vậy nên mặc dù như Quỳnh thấy nó cũng không có chuẩn, nhưng mà cũng phải suy nghĩ với câu hỏi của Quỳnh để Quỳnh có thể hoan hỷ với câu hỏi mình đặt ra. Nhưng mà thật sự là Quỳnh cho câu hỏi quá cao. Dạ, Nhật Quỳnh thì Hán Việt thì không biết rồi. Dạ, bởi vậy Hán Việt thì không biết rồi. Mà Quỳnh đưa cái câu người nào phi đang rồi người nào phi đang tu tiến thì thật là khó hiểu, phải nói là quá khó hiểu. Dạ, kính mời Quỳnh chỉ dạy cho. Dạ, là một cái thầy đó này là họ đổ nữa, đổ Nhật Quỳnh chữ Hán Việt khó gì, học rồi hết trơn rồi, học cả năm nay mà là không có phi tưởng, phi phi tưởng học rồi mà phi phi thánh nhân mà kia học rồi hết trơn, biết hết rồi, là không có. Hôm nay mới đặt chút xíu là thấy là thế giới lên ha. Rồi bây giờ sẵn mời thêm người ta lên giải thích thôi, rồi mời Châu Nguyễn lên giải thích cái câu này thiệt là hay. Trong room thấy ít ai tham gia, mời Châu Nguyễn coi.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ. Con xin kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Metta đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con xin đọc lại câu hỏi. Câu số 2. Người nào phi đang bài trừ pháp bất thiện thì người đó đang tu tiến thiện pháp hay đang phi tu tiến thiện pháp? Dạ thưa cái câu này là người đang phi đang bài trừ pháp bất thiện có nghĩa là không có đang bài trừ pháp bất thiện, thì theo con hiểu thì người đó thì không thể đang tu tiến thiện pháp được ạ. Thưa thầy, đã không đang bài trừ thì người đó không đang bài trừ pháp bất thiện thì người đó không thể, người đó là không đang tu tiến thiện pháp chứ không phải là đang tu tiến thiện pháp. Tại chữ phi ở đây có nghĩa là không à. Dạ dạ con dịch chữ phi là như vậy đó thưa thầy. Dạ, tức là có nghĩa cái câu của thầy là người người nào không đang bài trừ pháp bất thiện thì người đó không đang tu tiến thiện pháp. Dạ đó là câu trả lời của con. Dạ con trả lời có sai không nha, thầy sửa giùm con, chắc con ăn học dịch rồi. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Rồi. À, xa thứ, à, quý vị và mọi người cũng trả lời cũng đúng, nhưng mà đúng phân nửa. Mỗi người 5 điểm, à, cho mỗi người 5 điểm. Đại cũng có điểm là cũng vui ha, mỗi người 5 điểm là cũng vui rồi. Rồi, bây giờ câu đó là như vậy. Người nào phi đang bài trừ pháp bất thiện, tức là không đang. Không đang là thuộc về thì nào quý vị? Không đang. Giờ nó có ba thời, thời quá khứ, thời vị lai, thời hiện tại. Bây giờ người nào không đang bài trừ pháp bất thiện thì là thì hiện tại đúng chưa? Rồi. Thì người đó đang tu tiến thiện pháp hay phi đang tu tiến thiện pháp? Thì bây giờ mình cái câu trả lời thường thường là mình nói là người nào phi không có đang bài trừ pháp thiện thì người đó không đang tu tiến thiện pháp. Thì câu này nó trúng mà trúng cách là trực tiếp ha, rõ ràng. Nhưng mà bây giờ người mà đang tu tiến thiện pháp đó, bây giờ thí dụ như giờ cô Nhật Quỳnh đang tu tiến thiện pháp, là thí dụ như cô Nhật Quỳnh đang ngồi thiền, à, hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra, à, cảm thọ vui biết vui, cảm thọ buồn biết thọ buồn, à, thì khi mình đang tu tiến thiện pháp như vậy đó thì pháp bất thiện nó không có sanh, mà nó chưa có sanh mà sao mình bài trừ? Tức là khi nào pháp bất thiện nó sanh mình mới bài trừ nó, chứ giờ pháp bất thiện nó chưa có sanh sao mình bài trừ? À thì vấn đề mình phải để ý vấn đề sao, đúng không, đúng không? Tức là mình đang tu tiến thiện pháp nhưng mà mình không có bài trừ pháp bất thiện vẫn có thể xảy ra được, tức là bởi vì nó chưa sanh, nó chưa sanh mình đâu có bài trừ được, khi nào nó sanh mình mới bài trừ. Đúng chưa quý vị, hiểu chưa, nắm nắm được ý này không? Tức là chính vì cái chữ cái thời gian là thì hiện tại đó, tức là mình đang tu tiến thiện pháp thì mình không thể bài trừ được pháp bất thiện vẫn có thể xảy ra. À, hoặc là mình đang tu tiến, hoặc là mình đang bài trừ pháp bất thiện, à, hoặc mình không đang bài trừ pháp bất thiện thì coi như là mình không đang tu tiến thiện pháp thì cũng có thể đúng. À, vấn đề này chúng ta phải hiểu một cách chi tiết như vậy ha, nắm cho rõ cái thời gian của nó như vậy. À, tức là đang tu tiến thiện pháp thì cái thời hiện tại mình đang tu tiến thì mình đâu có bài trừ được, thì khi nào pháp bất thiện nó sanh lên mình mới bài trừ được. Đúng chưa? Rồi nắm được ha. Cô mấy ta nắm được nào? Đúng rồi, nếu pháp thiện sanh mới bài trừ. Tại vì bây giờ mình đang trong thiện pháp mà bây giờ pháp thiện sanh mình bài trừ thì lúc đó mình đang bài trừ. À, thì như vậy mới đúng. Rồi ha, là câu số 2. À, câu số 3. Câu số 3. Ai đang tu tiến thiện pháp thì người ấy đang diệt trừ cả thiện và bất thiện, phải chăng? Câu số 3.
Câu này dễ quá ha. Ai đang tu tiến thiện pháp thì người ấy đang diệt trừ cả thiện và bất thiện, phải chăng? Ai đang tu tiến thiện pháp thì người ấy đang diệt trừ cả thiện và bất thiện, phải chăng? Đó là câu hỏi số 3. Thì chúng ta thường thường mình hay nghe nói là thiện pháp còn bỏ, huống chi là phi pháp. À, thì chúng ta đọc cái câu này là mình lý giải thì sao rồi, hợp tình hợp lý đúng như cái thực tại như thế nào. Rồi xin mời quý vị nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của Meta không? Dạ, xin cho biết ạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, Meta xin đọc lại câu hỏi số 3. Ai đang tu tiến thiện pháp thì người ấy đang diệt trừ cả thiện và bất thiện, phải chăng? Dạ. Meta thấy là ở thì hiện tại, mà cái người nào đang tu tiến thiện pháp thì nếu thiện pháp mà sanh lên thì đâu có diệt làm gì. Và khi nào bất thiện mà nó sanh lên á, thì mới diệt. Dạ, mấy ta nghĩ vậy. Dạ, xin thầy trả lời ạ, cho biết coi đúng hay sai ạ. Xa thứ ha. À, cô mới ta trả lời câu hỏi chính xác ha. À, mình đang tu tiến thiện pháp thì mắc mới gì? Diệt trừ thiện pháp. Thiện pháp mình làm cho nó lớn mạnh thêm chứ ra diệt trừ. Thiện pháp chưa sanh làm cho nó sanh, sanh làm cho nó tốt đẹp, nó phát triển lên thì sao diệt trừ. À, chỉ khi nào pháp bất thiện nó sanh lên mới diệt trừ. À, thì như vậy đúng là câu số 3, cô ta được 10 điểm nha quý vị, cho bông hoa thưởng cô ta cho nhiều nhiều nha. Rất là xa thú. À, mà xảy ra rồi. À, còn bao nhiêu phút nữa cô Nhật Quỳnh, còn bao nhiêu phút nữa? Em 30 phút mà. Rồi cho một câu hoặc hai câu nữa ha. Câu số 4. Rồi, câu số 4 nha. Những pháp nào là thiện? Những pháp nào là thiện thì tất cả pháp ấy là nhân thiện, phải chăng? Những pháp nào là thiện thì tất cả pháp ấy là nhân thiện, phải chăng? Đúng là câu số 4. Những pháp nào là thiện thì tất cả pháp ấy là nhân thiện, phải chăng? Rồi xin mời quý vị là luận giải nha, lấy 10 điểm nha. Nam mô Bụt Thầy giá.
Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và Nhật Quỳnh xin đọc lại câu hỏi số 4. Những pháp nào là thiện thì tất cả pháp ấy là nhân thiện phải chăng? Dạ, theo Nhật Quỳnh hiểu là chưa chắc. Dạ, chưa chắc. Lý do là những pháp thiện. Mến chào sư Khá, anh Đức Khá về vào đạo tràng. Đều là nhân thiện. Những pháp nào là thiện thì tất cả pháp ấy là nhân thiện phải chăng? Theo Nhật Quỳnh nghĩ là chưa có chắc hẳn là như vậy. Tại vì trong những cái pháp thiện, ví dụ như bình thường, Nhật Quỳnh nói theo Nhật Quỳnh đi. Dạ, thí dụ Nhật Quỳnh làm cái việc gì đó. Thí dụ Nhật Quỳnh dân vật thực đến chư Tăng. Hay là Nhật Quỳnh dân tứ vật dụng đến chư Tăng đi. Hoặc Nhật Quỳnh bố thí cho người nghèo đi. Thì trong khi đó thì rõ ràng là thấy là thiện, thấy là pháp thiện. Nhưng trong tâm mình có giữ được thiện suốt hay không? Hay là khi mình Nhật Quỳnh thấy những cái hoàn cảnh ở bên ngoài là ví dụ như Quỳnh dân y khai thi ná đi. Dạ. Là làm một cái lễ rất là lớn đối với Nhật Quỳnh. Cả đời mới có thể làm được một lần. Nhưng mà trong lúc từ lúc sinh rồi đến lúc được làm, rồi đến lúc đang làm và sau đó thì nó có rất là nhiều cái điều để cho mình có tâm sân chứ không, hoặc là tâm tham. Mình phải giữ rất là kỹ và phải theo dõi nó từng chút thì chưa chắc là hoàn hảo. Dạ, mặc dù là giữ từng chút nhưng chưa chắc là hoàn hảo. Nên Nhật Quỳnh nghĩ là pháp thiện chưa chắc là nhân thiện. Dạ. Kính mời quý chị dạy. Dạ. Kính mời đạo tràng. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, mời chị Metta, mời Châu Nguyễn.
Dạ, lên trả lời để đạo tràng em ruột. Dạ, Nhật Quỳnh thấy và Quỳnh cho Nhật Quỳnh 5 điểm. Dạ, cảm ơn cho Nguyễn. Nhật Quỳnh nghĩ là Nhật Quỳnh xin trả lời thêm. À, mong rằng được 5 điểm nữa hoặc là được học dịch. Dạ, thì không sao, để cho chế đạo tràng em ru à, cũng thấy rất là không có ổn nha. Những pháp nào là thiện thì tất cả pháp ấy là nhân thiện phải chăng? Dạ, nếu như dạ, nếu như những pháp thiện mà tất cả pháp ấy thì Nhật Quỳnh nghĩ là nếu hiện tại, nếu mà hiện tại mà mình làm thiện thì là cái lúc mà tất cả cái thiện pháp đó thì là nhân thiện. Dạ, Nhật Quỳnh nghĩ là như vậy, tại vì không có xen kẽ. Dạ, tại vì lúc nãy Nhật Quỳnh nói thì ba thời, nhưng mà bây giờ nếu mà cái thời hiện tại á, là mình đang làm thiện thì tất cả cái thiện đó sẽ là nhân thiện. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ kính mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy kinh. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Metta đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép đọc lại câu hỏi ạ. Những pháp nào là thiện thì tất cả pháp ấy là nhân thiện phải chăng? Dạ thưa thầy, pháp thiện thì trong cái nhân thiện thì mình có ba nhân, là gồm có là vô tham, vô sân, vô si. Còn pháp thiện thì trong đó có nhiều hơn, nó có là tâm duy tác, tâm tâm quả thiện, tâm tâm vô ký rồi nữa. Nên thành ra là tất cả pháp ấy là nhân. Dạ thì không có nên nói như vậy rồi thầy, tại vì cái nhân thiện nó chỉ có ba nhân thôi, còn pháp thiện thì có nhiều hơn, nên nên cái câu này là nó chưa có đủ, nó còn thiếu chút xíu, theo con hiểu là như vậy ạ. Con xin trả lời lại là pháp thiện, pháp nào là thiện thì tất cả pháp ấy là nhân thiện phải chăng? Dạ không, pháp thiện thì có nhiều hơn. Nhiều hơn không chỉ là thiện mà nó còn cả những cái pháp khác nữa, gồm duy tác, rồi tâm quả thiện, đồ này kia nữa. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Con có ăn hộp dịch lộn. Thì dạ thầy cứ thảy ra rồi con chụp thôi. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Giỏi. Thì đúng là nhân thiện có ba thôi, vô tham, vô sân, vô si thôi. Nhân thiện thì có ba thôi. Ví dụ tâm sở vô sân, tâm sở vô tham, tâm sở trí tuệ, tâm sở lợi quyền á, thì nó có ba cái nhân đó thôi. Còn thiện pháp nhiều lắm, thiện pháp nội tâm sở không là 22 tâm sở, còn lại là thuộc về thiện pháp rồi, tịnh hảo rồi. Một bên tâm thì bao nhiêu cái tâm sở, bao nhiêu loại tâm tịnh hảo, tâm thiện nữa. Thì như vậy câu trả lời phải nói là không nên nói như vậy. Phải nói là không nên nói như vậy. Tâm vô nhân thiện chỉ có ba thôi. Xa thú quý vị tặng vong lên. Hôm nay Châu Nguyễn giỏi quá, trả lời giỏi quá.
Cô Bách Ta cũng giỏi, có cô Nhật Quỳnh trả lời sao 5 điểm trừ xuống rồi còn 3 điểm. Cô Nhật Quỳnh. Rồi một câu cuối cùng nha. Câu cuối cùng nha. Những pháp nào là bất thiện thì những pháp ấy là bất thiện phải chăng? Những pháp nào là nhân bất thiện thì những pháp ấy là bất thiện phải chăng? Dễ quá ha, câu này dễ quá. Những pháp nào là nhân bất thiện thì những pháp ấy là bất thiện phải chăng? Rồi xin mời vậy nha. Nam-mô-bu-tha. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư thân đức và quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ ai bị ba đó quá ăn chi cả từ 5 điểm còn 3 điểm mà ai dám cầm mic nữa, Nhật Quỳnh liều mạng thôi. Dạ cảm ơn Phạm Vượng, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Châu Nguyễn cho Nhật Quỳnh hiểu Quỳnh trình độ của học trò có chút xíu. Quỳnh đưa câu hỏi bao la, biết ai dám cầm mic chạy trốn hết trơn. Tại chỉ có mình Nhật Quỳnh là liều mạng ăn hột vịt lộn, mà cảm thấy ăn hột vịt lộn ngon nên là cứ để nhà cứ trả lời cứ ăn để mà hiểu. Chứ còn bây giờ nếu không ai trả lời không được ăn hột vịt thì không được ai ăn trứng phải không cho Nguyễn, thì làm sao có câu giải đáp để mà mình hiểu không? Nên liều mạng thôi, ăn trứng cũng không sao. Những pháp nào là nhân bất thiện thì những pháp ấy là bất thiện phải chăng? Dạ, Nhật Bình thấy nhân bất thiện, nếu mà mình bị nhân bất thiện, bị phải không? Là nhân bất thiện, tức là mình bị nhân bất thiện thì mình bị khổ. Chứ không thể nhân bất thiện là pháp bất thiện, phải pháp bất thiện không? Để Nhật Bình coi lại coi. Để Nhật Bình đọc lại câu hỏi này. Những pháp nào là thiện? Những pháp nào là nhân bất thiện thì phải là bất thiện phải không? À cảm ơn cho Nguyễn. Dạ thì trả lời vô câu hỏi đây. Những pháp nào là nhân bất thiện thì những pháp ấy là bất thiện phải không? Dạ cái nhân, nếu mà mình lãnh cái nhân ấy, thì mình bị quả khổ. Nhà theo Nhật Quỳnh hiểu như vậy. Còn mà nếu mà mình tạo ra cái nhân bất thiện thì mình phải bắt pháp bất thiện thì mình mới là nhân bất thiện, là Nhật Quỳnh nghĩ vậy. Nếu mà hỏi thì phải là cái câu trả lời phải là khi mà mình làm pháp bất thiện đó là nhân bất thiện. Dạ. Chứ còn nếu mà nhân bất thiện thì những pháp ấy là bất thiện phải không? Thì Nhật Quỳnh thấy không có trùng. Dạ, mời chị Meta. Nhật Quỳnh hy sinh rồi chị Meta ơi.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. À, Meta xin đọc lại câu hỏi số 5. Những pháp nào là nhân bất thiện thì những pháp ấy là bất thiện phải chăng? Thì Meta thấy cái câu hỏi này có vẻ lủng củng quá thầy. Theo lẽ nên đặt cái câu hỏi là những pháp nào có nhân bất thiện thì pháp ấy là bất thiện phải chăng? Thay đổi cái chữ nào đi, chữ là đi. Pháp nào thiện thì những pháp ấy là bất thiện phải chăng? Thì phải thêm cái chữ pháp ở sau nữa thầy. Theo mấy ta nghĩ là những pháp nào có nhân bất thiện thì những pháp ấy là pháp bất thiện phải chăng? Thì đọc nó mới nghe suôn sẻ và dễ hiểu. Dạ, còn những cái pháp nào mà có nhân bất thiện thì đó là 12 cái pháp mà bất thiện, đó là tham sân si, có nhân, có ba cái nhân bất thiện đó, tham sân si là 12 cái tâm bất thiện, rồi cộng vô cái bảy cái tâm quả bất thiện vô nhân nữa thì cũng là pháp bất thiện. Thì Meta nghĩ là nên đặt câu hỏi vậy thì dễ hiểu hơn, phải không thầy? Những pháp nào có nhân bất thiện thì những pháp ấy là pháp bất thiện phải chăng? Thì nó dễ trả lời hơn. Dạ, Meta nghĩ vậy. Xin Quỳnh Kinh xác định coi có đúng không? Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ. Dạ con kính chào thầy Kinh. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã cho con biết tín hiệu. Dạ con xin học lại câu hỏi. Những pháp nào là nhân bất thiện thì những pháp ấy là bất thiện phải chăng? Dạ, những pháp có nhân bất thiện là gồm có nhân tham, là gồm có tham, sân, si, là tám tham, hai sân, hai si. Thì pháp ấy là bất thiện là đúng rồi thầy, tại nó là nó thuộc pháp bất thiện mà. Nên cái câu hỏi này là pháp nào là nhân bất thiện thì pháp ấy là bất thiện phải chăng? Dạ là đúng ạ. Dạ thưa con chỉ biết vậy thôi, còn xin hết à, có xuống mít à. Xa thứ, hôm nay ăn gì sao thông minh ra bất tử. Những ăn đúng gì sao bất tử. Thì những pháp nào là nhân bất thiện thì đúng rồi, nhân bất thiện là có ba nhân. Cái gì học ví dụ pháp mà cái gì cứ trả lời vòng 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 không đâu có được. Những pháp nào là nhân bất thiện tức là có ba nhân, vô tham, nhân bất thiện là tham, nhân sân và nhân si, tức là ba nhân, đúng chưa? Thì ba nhân bất thiện là pháp là bất thiện chứ là gì? Thì những pháp ấy là bất thiện chứ là gì đâu. Có gì đâu lạ. Thì mà ta hỏi ngược lại đó. Những pháp bất thiện là nhân bất thiện phải chăng á, thì đổi ngược lại thì vấn đề nó khác mình phải để ý tiền thì nhân bất thiện có tham sân si thì ba này là bất thiện còn lạ gì nữa. Đúng rồi, là xa thú hôm nay cho Nguyễn ăn trúng ngay trứng diện bên này, chắc trứng rồng quá. Trứng rồng mình giữ thông minh đột xuất hôm nay đạt được yêu cầu ha, và hôm nay cô ta cũng rất là thông minh, đạt được
bông hoa đua nở là ha. Rồi xin thử ứng bông này cho tất cả quý vị ha. Xà thú à. Hôm nay chúng ta ít người lên tham gia quá, học học từ từ biết sao rụng hết trơn, biết còn có hai ba người MC thôi. Thằng nhầm tiếng ngỗng ha. Ok. Rồi, hôm nay do phước báo mà chúng ta đã học được nhiều pháp hôm nay, mình nguyện cầu cho tất cả chúng ta lừa được năm pháp: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nha cả thể. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sơn Khả Giá. Rồi, xin dừng Bụt Đà Giá luôn ạ. Dạ sa thú sa thú à, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân à, Huynh Kinh đã từ bi giảng dạy buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Đà Giá. Dạ cảm ơn Hòa Vượng Metta cho Nhật Quỳnh, chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ Nhật Quỳnh xin phép được hồi hướng, sau đó kính mời Huynh Kinh chúc phúc cho đạo tràng. Nhật Quỳnh thấy ngài Trí Đức đã rời room rồi. Dạ Uttamang ghe na vấn đề hàng ba đã phản xung và ruột tam ăn buộc thể vô khá lý tổ đồ sơ buộc thô hàm mặt tụ tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chứ không chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi sinh Phật bảo